Đây là phía trước một cái ngôi nhà mà đang sản xuất rượu truyền thống Nhật Bản đây. Đây là phía ngoài của ngôi nhà. Và mình vừa được phát một cái tờ giấy này. Đây là sản xuất rượu hoàn toàn thủ công. Có đi yên đây. Quá trình sản xuất rượu. Yên này, có cân này.